Nhân ơi. Hả? Nhân ơi. Tôi vô liền. Tôi nè. Nhân ơi. Hả? Có chuyện gì? Tôi mệt quá. Chắc tôi không qua khỏi. Không có nói bậy. Ráng lên. Thằng Duy nó đang đi mua thuốc, sắp về tới rồi. Nó đem thuốc về, bà uống vô một cái là khỏe liền à. Tôi lo cho thằng Duy quá. Trời ơi, nói cái gì vậy không biết. Nó còn quá nhỏ nên tôi không thể. Thôi mà, bà giúp tôi nha. Bà yên tâm đi, lỡ có chuyện gì tôi lo cho nó tới ngày khôn lớn, nghe không? Không. Tôi muốn thằng Duy sống với ba của nó. Cái gì? Ba thằng Duy còn sống hả? Trời đất ơi, vậy mà bao nhiêu lâu nay ổng để cho mẹ con bà sống khổ cực như vậy đó hả? Trời ơi, tôi mà có về gì, bà giúp tôi đưa thằng Duy gặp ba nó nha. Nhưng mà người đàn ông đó liệu có yêu thương thằng Duy không? Không ấy, bà để nó về ở với vợ chồng tôi đi. Vợ chồng tôi sẽ nuôi nó khôn lớn. Bà biết mà, vợ chồng tôi yêu thương nó như là con ruột vậy đó nha. Tôi biết. Tôi biết ơn vợ chồng bà lắm. Nhưng mà thật Duy cần được sống với ba của nó. Anh không như bà nghĩ đâu. Đừng có làm tôi sợ mà. Quà, má ơi má, con mua thuốc về rồi nè má. Con lấy nước cho má uống nha. Gì? Dạ. Con nghe má dặn nè, má xin lỗi, má không thể ở bên cạnh con được nữa. Vì nhau, đưa con về sống với ba con. Má, má đừng có nói vậy mà. Con không muốn sống dài hết á. Con chỉ muốn sống với má thôi à. Má đừng có bỏ con mà má. Con đừng có khóc nữa. Con đừng khóc nữa. Con nghe lời má dặn. Con về sống với ba.
con phải ngoan ngoãn, con phải nghe lời, con nhường nhịn mọi người. Con nghe không con? Má ơi, con chỉ muốn sống với má à. Má đừng có bỏ con nghe má. Nghe nè. Anh cần xong việc rồi, anh về liền. Cô Tư đang vớt nè. À, cô Tư dọn đồ ăn cho con ở trong bàn đó, con vô ăn đi. Con không thích ăn sáng đâu, con chỉ muốn cô Tư làm ngựa cho con cưỡi thôi. Làm ngựa hả? Ừ. Đăng, chị Tư. Ừ. Ba. Ừ. Cô Tư đã lớn tuổi rồi, mai mốt không được chơi mấy cái trò này với cô Tư nữa, biết chưa? Dạ. Chú Điện, không sao đâu, để chị chơi với nó. Để em dạy nó. Ba nói không là không. Để chừng nào ba rảnh để ba chơi với con. Ừ. Dạ. Chừng nào anh mới rảnh? Thời gian anh dành cho công việc hết rồi. Mẹ, mẹ ơi, con muốn cô Tư làm người cho con cưỡi. Đăng, con không nghe là ba hả? Còn em nữa, em cứ chiều con như vậy riết nó hư cho coi. Em biết rồi. Con ngoan, ba mới thương biết chưa? Dạ. Anh đi đây. Dạ. Em đi. Mẹ, mẹ ơi, con muốn cưỡi ngựa. Đi mà mẹ ơi. Thôi để mẹ lên thay đồ rồi mẹ chơi với con ha. Dạ. Thiếm Lệ à, không cần đâu, để tôi chơi với thằng Đăng được mà. Thiệt hả cô? Yeah. Mình qua bên này chơi nè, mát lắm á. Cô Tư ơi, ở đằng đó quá trời luôn kìa. Từ từ thôi con. Dạ. Ủa, anh Điền. Ủa, anh Lâm. Khỏe không? Tôi khỏe. Anh về nước từ lúc nào? Thì tôi cũng đi đi về về, chưa có định cư bển luôn đâu. Anh với Hoài dạo này sao rồi? Mấy đứa con? Ủa, cuối cùng là hai người không sống với nhau nữa hả? Tôi cứ tưởng là năm đó anh đã đưa Hoài đi cùng. Làm gì có chuyện đó? Sao anh nghĩ vậy? Chính Hoài đã viết thư gửi cho tôi. Hoài nói Hoài chủ động chia tay. Hoài còn nói là đã tìm được một người thật sự mang tới cho cô ấy hạnh phúc. Tôi dò la thì biết chính anh đã đi với Hoài. Đúng là năm đó
thấy Hòa rất là đau khổ khi bị gia đình anh từ chối. Tôi có đề nghị là Hòa đi cùng tôi, nhưng Hòa không đồng ý. Cổ nói là trái tim của cổ đã dành trọn cho anh rồi, không còn chỗ cho tôi trong đó nữa. Chết rồi. Suốt thời gian qua Hòa sống ở đâu? À, còn chuyện này, trước khi tôi đi á, tôi gặp Hòa và Trúc Lệ trong quán cà phê. Tôi không biết họ nói chuyện gì với nhau, mà Hòa khóc rất là nhiều. Tôi có hỏi Hòa nhưng Hòa vẫn không nói. Xong tôi có đề nghị về chuyện Hòa có đi với tôi nữa hay không, nhưng mà anh nói sao? Hòa gặp Trúc Lệ. Có chuyện gì hả em? Không có gì hết. Em hãy nói cho anh biết, bộ có chuyện gì phải không? Em nói là không có gì. Chuyện anh nói với em bữa trước á, em nhớ không? Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em đi cùng anh. Anh không ép em nhận lời cầu hôn của anh. Trước mắt chúng ta cứ làm bạn của nhau. Em rất cảm ơn anh, nhưng mà em không thể theo anh được. Cả đời này em không thể theo ai khác ngoài anh Điền hết. Nhưng mà liệu em và Điền có thể vượt qua được sự phản đối của gia đình anh ấy hay không? Em xin lỗi anh, em phải đi trước. Duy à, con đừng buồn, đừng khóc nữa. Con cứ khóc hoài như vậy, con khóc hoài, má con cũng đâu có sống lại được đâu. Con ngoan nghe, nghe lời dì nói, không có khóc nữa nghe con. Nghe. Duy giỏi nè, nghe dì Nhân nói nè, ngày mai á, về với con, đem má vô chùa gửi. Xong rồi dì dẫn con qua ba nghe. Dì Nhân ơi, con muốn ở đây, con không muốn xa dì đâu. Dì đừng có để con lên chảnh như vậy. Dì cũng không muốn. Dì không muốn. Dì đâu có muốn xa con Duy. Nhưng mà đó là tâm nguyện của má con, mình phải làm. Với lại ba con là người tốt, ba con có điều kiện nữa, chắc chắn là con sẽ có một tương lai tốt khi ở với ba. Ngoan, dì thương, thấy không? Ngoan, mai mốt mà con nhớ dì Nhân á, thì con về đây con thăm dì, nghe không? Dạ. Ngoan, dì Nhân thương. Chỉ là món quà nhỏ vợ chồng em tặng chị đừng chê nha.
bày vẽ quà cáp chi cho tốn gì không biết. Không có bao nhiêu đâu chị, tại em thấy hợp với chị cho nên em mới mua. À chị mở ra thử xem. Chị thấy hài lòng không chị? Em thấy hợp với chị lắm luôn á. Coi như là mắt thẩm mỹ của cô cũng khá. Dạ em cảm ơn chị nha. Chị nhận cho vợ chồng em vui nghe chị. Nói đến vậy mà tôi không nhận thì cũng kỳ. Nhưng mà lần cuối đó nha, đừng có bày vẽ nó đó. Dạ em biết rồi chị. Vợ chồng em á luôn tâm niệm một lòng một dạ với anh chị. Nói thiệt chứ không phải nịnh, em rất thương và yêu quý chị, giống như là chị ruột của mình vậy đó. Tôi biết rồi, cho nên tôi cũng luôn ưu ái chú Tài mà. Dạ chị, em nghe nói là anh Quyền trưởng phòng sắp thuyên chuyển phải không chị? À, vậy cái ghế đó... À, cô muốn là Tài được ngồi vào vị trí đó chứ gì? Dạ, anh Tài nhà em cũng gắn bó với công ty nhiều năm rồi. Với lại anh cũng có năng lực. Vì vậy em hy vọng là... Thôi được rồi, tôi sẽ nói vô danh điền nhà tôi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, vợ chồng em biết ơn chị cả đời này luôn á. Dạ, vậy thôi em xin phép chị, em về nha. Chị Tư ơi, ra mở cổng. Dạ, vậy em về nghe chị. Em cảm ơn chị. Đẹp quá. Alo. Dạ, chào chị. Em là cô giáo chủ nhiệm của lớp Hải Đăng đó chị. Em gọi điện để báo cho chị biết á, là Hải Đăng liên tiếp bị điểm xấu đó chị. Cô thông cảm đi. Tại thời gian vừa qua, sức khỏe của thằng bé yếu quá nên học hành mới sa sút. Chị ơi, điểm số không quan trọng. Quan trọng á là thái độ học tập của em ấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ thuê người dạy kèm cho nó, được chưa? Dạ. Tiệm cô Hòa hả? Dạ. Chị có biết cô Hòa đi đâu không vậy? Cô Hòa cổ dọn nhà, cổ trả phòng đi rồi. Ủa, cô Hòa bỏ đi. Chị có biết chỗ mới của cổ không? Không biết, mà cô Hòa cũng không nói nữa nên tôi cũng không có hỏi. Dạ. Cậu có phải là cậu Điền, Phong Điền không? À dạ. Cô Hòa cổ có dặn tôi là khi nào có cậu Phong Điệt tới thì đưa cho cậu cái lá thư này. Dạ, cảm ơn chị. Ừ. Em không muốn gì em mà anh trở thành đứa con bất hiếu. Duyên nợ của chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi. Anh hãy nghe theo sự sắp xếp của gia đình anh, đừng lo gì cho em hết. Em đã tìm được một người thật sự đem lại hạnh phúc tới cho em. Khi anh đọc được những dòng này thì em đã ở một nơi rất xa rồi. Anh đừng mất công tìm kiếm. Tạm biệt anh. Vào đi. Chào anh. Ừ.
Cậu còn nhớ cô Hòa chứ? Cô Hòa trước đây từng là nhân viên của công ty mình. Em nhớ rồi. Nhưng mà sao tự nhiên anh nhắc Hòa ở đây? Tôi nhớ một lần trước đó tôi có nhờ cậu tìm hiểu thông tin về cô Hòa. Sau đó cậu nói là Hòa cùng với anh Lâm đi qua nước ngoài định cư. Tin đó ở đâu mà có vậy? Dạ. Cậu nói xạo tôi đúng không?